Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta đang thử máy. Những tiếng huyên náo, những tiếng tranh cãi. YouTuber Lạc Phong và Điền Võ lâu nay là hay hổ báo, hay kéo tới nhà người này, kéo tới nhà người kia để mà hỏi cho ra lẽ, để mà nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà rồi cũng có một ngày là Lạc Phong và Điền Võ lại bị người ta kéo tới nhà. Người ta cũng hỏi cho ra lẽ, hỏi cho ra chuyện. Bởi vì có một cái sự là giống như là bêu ríu người ta lên mạng. Mặc dù là có va chạm gì đấy, nhưng mà dường như là không có thói quen nhờ pháp luật giải quyết, mà lại là giễu cợt mỉa mai người ta, xỉ vả người ta trên mạng. Cho nên là người ta kéo tới. Tức là câu chuyện làm YouTube của những người như là Phong Điền Võ bây giờ, nó đang dẫn đến một cái con đường nguy hiểm. Làm YouTube mà đầy những sân si, đầy những hận thù, đầy những bạo lực, đầy những sự gây hấn, rồi cuối cùng là chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi. Nó không còn một cái sự mà chia sẻ thông tin, chia sẻ YouTube trong một sự bình an, trong một sự thong dong, mà nó toàn là những chuyện mà có thể đoán được là không biết ngày mai sẽ ra sao. Chào đại nam tôi yêu nha. Ai đó? Chờ xíu nha. Sao cái bình luận nó hiểm tí nên ta. Chào chị Paul Svenden nhá. Chào Đoàn Thị Hương, chào Lý Cường. Chào anh Nam Trung. Chị. Em đang trên mạng, em đang trực tiếp, chị nói cái gì nó vào đây hết á. Anh chị ngồi đây chờ em xíu đi. Dạ. Thế là cho em. Rồi, anh chị ngồi đây. Đừng nói gì cả, tại em đang livestream trên mạng. Anh Điền ơi. Đó. Xuống giải quyết vụ này đi. Đi ra ngoài em đi, để không đi ra ngoài nói chuyện. Xe. Anh gửi gì tên là tên của anh nha, anh ơi, tên là tên của anh, em không có đưa mặt anh lên nha. Cái tên của em là Toàn, đó là em đã đổi thế rồi, ngày mai xác nhận đến không còn đúng á. Em xấu đó, dạ em đã có lưu ý để đứng chính thành rồi, đúng không? Đứng chính thành. Anh luôn thì em ở đây cũng luôn rồi. Em ơi, cái tên của em là 100 người chung lại tên. Anh nói để mày biết hết, tao nói rất rõ ràng tên cho đó, tôi cách chịu coi. Nhưng mà nhỏ này nó cũng thì ấy năm sinh luôn. Bây giờ làm theo luật hết. Còn trong cái lá đơn đó là có cái tên đó và em không đưa hình anh lên. Còn cái tên đó là có ở trong cái lá đơn đó là gì? Không, em không có nói gì là chị nha. Em có quyền kiện rồi, em có quyền kiện là anh cũng không kiện đi em.
mày thấy đấy. Đó, chửi cái ông Vinh. Em không có gì nhưng mà anh đẹp. Mày không nói gì, mày đến đây làm gì? Anh đẹp quá, anh tiền nhà em, anh nói là như vậy. Nói người ta qua người ta xác minh có phải là cha mày không? Cái này là chị cùng đốc áo. Năm 4321 chúng ta đã thử máy xong. Chúng ta đã nghe những tiếng gọi là huyên náo om sòm. Những tiếng mà người ta đã kéo tới nhà Điền Võ Lạc Phong để người ta gọi là sao? Hỏi cho ra lẽ. Câu chuyện làm YouTube thì thực sự là đôi khi mà có một chuyện gì bức xúc và đến một nhà ai đó để mà hỏi cho ra lẽ thì chuyện đó nó cũng có thể hiểu được. Và có lẽ là khi mà xong mọi chuyện á, mà nó lắng xuống, không có gì xảy ra hết thì là cái điều đó là tốt nhất. Tuy nhiên á, là chúng ta phải hiểu một cái chuyện trong cuộc sống á, là khi mà chúng ta bức xúc một điều gì đó, phẫn nộ một điều gì đó, cần phải lên án á, thì phải luôn đảm bảo là chúng ta đứng về lẽ phải, tức là đứng về cái đúng. Đứng về cái đúng á, thì cái sự châm chước nó có thể giống như là nó có thể là xảy ra được. Còn nếu mà đứng về cái xấu á, thì không thể nào mà chấp nhận được. Giả dụ như mà cần phải bảo vệ cái tốt, cần phải đứng về lẽ phải thì lên án những cái xấu là tức là chúng ta đứng về phía tốt. Câu chuyện của những người YouTuber giống như Điền Võ Lạc Phong. Một câu chuyện mà không biết những người khác thì thấy như thế nào, chứ đối với chủ kênh Thông Tấn Xã Vỉa Hè Chia Sẻ Di Chú đó, thì thấy cái chuyện mà hậu quả nó sẽ đến đó, nghiệp chướng hoặc là quả báo nó sẽ tới là thấy từ lâu rồi. Và cái chuyện mà nó tới hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chuyện mà làm YouTube của Lạc Phong Điền Võ đó thì nó hổ báo này, nó liều lĩnh này, nó bất chấp này, nó không có đạo đức này, nó coi thường pháp luật, thì hẳn nhiên là sẽ bị một cái sự dội ngược thôi. Thứ nhất đó, là vi phạm pháp luật đó, thì pháp luật sẽ xử lý. Thứ hai là vi phạm đạo đức đó, thì coi như nói là vi phạm luật đời đó, thì sẽ bị luật đời trừng phạt và người ta sẽ dạy dỗ mình. Thứ ba nữa là những cái sự mà đê tiện, vô đạo đức của những người YouTuber như Lạc Phong Điền Võ đó, là còn một cái chuyện kiểu giống như là karma, quả báo, tâm linh, tức là sẽ bị trời phạt nữa. Người ta nói là lưới trời lồng lộng đó, thiên bất dung gian, người làm trời nhìn. Thì cái chuyện mà những người này có bị trời phạt hay không thì chờ thời gian trả lời. Ở đây chúng ta chỉ thấy là hiện tại thì mấy cái kênh của Điền Võ Lạc Phong là không có thấy trên mạng xã hội nữa. Chẳng biết là như thế nào. Có vẻ giống như là có một cái sự tác động nào đó cho nên là những cái kênh đó là nó bị khuất đi một thời gian. Cũng có thể là khuất đi mãi mãi. Lạc Phong thì nói với mọi người rằng là vì một cái trục trặc gì về kỹ thuật YouTube gì đấy cho nên là kênh là tự nhiên nó mất đi để khôi phục lại. Nhưng mà có vẻ có cảm giác rằng là dường như những cái kênh của Lạc Phong Điền Võ đó là bị hình như công an báo cáo với YouTube hay sao á, cho nên là những cái kênh đó là bị gọi là vô hiệu hóa. Có vẻ giống như là như thế. Còn thực sự thì chờ thời gian trả lời. Còn người ta nói rằng là Lạc Phong Điền Võ bị bắt gì đấy thì chuyện đó cũng chưa biết được. Nhưng mà thực sự cái chuyện mà như Lạc Phong Điền Võ mà có bị bắt á thì cũng không phải là chuyện ngạc nhiên đâu. Đối với sự suy đoán của chủ kênh Thông Tấn Xã Vỉa Hè Chia Sẻ Di Chú thì YouTuber Lạc Phong có lẽ là nên từ giã YouTube, tạm biệt YouTube để mà bảo toàn tính mạng, bảo toàn cuộc sống của mình cho nó bình an, cho nó được là an toàn. Chứ nếu mà YouTuber Lạc Phong mà làm YouTube giống như lâu nay đã làm đó thì sẽ đi đến một sự thất bại và có thể là không có bảo toàn tính mạng nữa.
Nói điều này thì nó lớn lao nhưng mà vẫn có một cái cảm giác là như thế. À, chủ kênh thông tấn xã vỉa hè chia sẻ với chú mà thường đưa ra những dự đoán á, thì nó cũng đúng đúng. Dự đoán về ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ, dự đoán về những người mà ở bên mà gọi là bạo loạn đồng tâm á, mà bị mấy án tử hình, mấy án trung thân thì nó cũng đúng đúng. Nói mà chuyện này chuyện kia thì nó cũng ưa đúng. Và nhìn những câu chuyện là giả dụ như mà YouTuber Lạc Phong á, mà vẫn có một cái linh tính là sẽ có những chuyện là liên quan tới không an toàn cho tính mạng. Cho nên nếu mà khôn khéo đó thì YouTuber Lạc Phong thì có lẽ là nên tạm biệt YouTube thì hay hơn, kiếm nghề khác làm. Chứ còn làm YouTube mà kiếm tiền bất chấp như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Và có lẽ là YouTuber Lạc Phong không đủ sự thông minh, hiểu biết để nhận được cái điều đó hay sao, mà cứ chúi đầu chúi mũi tông vô một cái bức tường đá. Đầu tiên là nói là làm YouTube mà bất chấp tất cả, coi thường đạo đức, coi thường pháp luật. Thì YouTuber Lạc Phong á, làm trước đây đó đã chửi bới xe ủi Nguyễn Phương Hằng á, là con rắn độc, con đàn bà đê tiện, con đàn bà lăng loàn, gian phu dâm phụ, dùng những từ ngữ rất là nặng. Gọi là bà Hằng bà đang livestream giống như chó chu, bà đòi là xử hết các YouTuber thế này thế kia, dùng những lời lẽ thực sự là miệt thị đó. Và nặng lời chửi bới Nguyễn Phương Hằng lắm. Nhưng mà sau này tự nhiên lại quay qua ủng hộ Nguyễn Phương Hằng, tuyên bố rằng là sẽ bu váy bu đít Nguyễn Phương Hằng, bưng bô Nguyễn Phương Hằng để kiếm tiền, rồi cười hề hề, rồi khoe tiền khoe bạc trên mạng xã hội, rồi khoe ra là mắc nợ thế này thế kia, làm YouTube để kiếm tiền trả nợ. Thì nó toàn là những chuyện ngược không à, nó không có hợp lẽ. Thì câu chuyện của YouTuber Lạc Phong mà một khi mà ủng hộ bảo vệ Nguyễn Phương Hằng thì cũng là bảo vệ theo cái dạng là giống như là khoa chân múa tay thôi, đòn gió thôi, chứ còn không có thực tâm bảo vệ. Mà cái chuyện lên tiếng như thế thì cũng để mà kéo like kéo view để kiếm tiền YouTube thôi, chăm thủ khán giả ủng hộ xe ủi Nguyễn Phương Hằng. Đối với công an Việt Nam, đối với chính quyền Việt Nam thì người ta sẽ thấy điều đó rất là dễ thôi. Và lâu nay thì bên phía công an là đã đẩy y tế Điền Phong Lạc Võ rồi. Thì cái câu chuyện mà về lâu về dài đó thì có thể thấy là Điền Võ đó thì võ biển thơ thật, nóng tính, nóng nảy, hỗn láo. Tuy nhiên thì nói về cái tính thật ấy, thì Điền Võ cũng vẫn còn cái tính thật. Còn Lạc Phong thì không có từ nào để nói nữa. Rồi so với Điền Võ thì Lạc Phong là nham hiểm, độc ác, mưu mô, đê tiện, đủ thứ từ ngữ mà tệ nhất thì có thể nói về Lạc Phong. Lá mặt lá trái, giảo hoạt, coi thường pháp luật. Một mặt ấy, thì như đã nói là chê bai Nguyễn Phương Hằng, mà một mặt thì lại ủng hộ Nguyễn Phương Hằng và lừa mị khán giả để mà kéo like kéo view lấy kiếm tiền YouTube. Chuyện đó thì đã nói rồi. Nhưng mà cái chuyện mà vi phạm pháp luật thì nó nghiêm trọng. YouTuber Lạc Phong bây giờ lên mạng xã hội thì hô hào đến chuyện là biểu tình, có một cái sự bất mát xã hội, bất mát chế độ. Rồi có thêm một cái xăng đổ thêm vô lửa, tức là một cái anh chàng mà YouTuber mà ăn nông dân á, thì cũng là lên mạng xã hội kêu gọi biểu tình, nói rằng là biểu tình là một dạng đấu tranh bất bạo động, biểu tình đúng luật, thế này thế kia, thì những cái tội đó là chết. Cái tội đó ở Việt Nam là chết. So sánh những người mà dân mà Thủ Thiêm mà mất đất mà đi biểu tình đưa tiếng nói của mình đó, thì nó khác. Những người đó là những người mà họ là nạn nhân, họ là những người chủ đất gì đó bị thiệt thòi, quyền lợi sát sườn thì họ bày tỏ, thì chính quyền thì thông cảm cho chuyện đó và hiểu chuyện đó. Còn những người như YouTuber ăn nông dân, Lạc Phong, Điền Võ mà nói đến chuyện biểu tình á, thì chỉ là những người YouTuber chia sẻ thông tin mà kiếm tiền YouTube thôi, mà tự nhiên lại thành manh động. Rồi chuyện thì không liên quan tới chính mình, nói rằng là Thiền Am mà nếu mà được nhân đạo tội loạn luân á, thì sẽ xuống đường biểu tình, sẽ làm loạn. Thì tức là chuyện của người ta thì có gì chính quyền giải quyết, mà lại hô hào biểu tình như thế là chết. Rồi lại diễn biến hòa bình á, cái kiểu đó là chính quyền Việt Nam họ không có để yên đâu. Cái dạng như thế là coi như là gọi là sao, sắt động dư luận á, thì công an Việt Nam sẽ để ý tới mấy người này. Tức là nói về là chuyện luật pháp á, thì làm những cái điều mà vi phạm quyền tự do dân chủ, bất mãn chế độ đó, thì công an Việt Nam họ lụm lúc nào không hay. Còn nói về chuyện luật đời thì cũng thấy là người như YouTuber Lạc Phong là gây hấn với rất nhiều người. Và anh chàng này thì anh cứ nói rằng là tại sao nhiều người á, mà bênh vực Nguyễn Phương Hằng á, thì không bị chửi, mà án với Điền Võ thì bị chửi. Là anh không hiểu được rằng á, là người ta đó bênh vực thì người ta cũng có một sự đàng hoàng, và khi chính quyền nói không có nói về Nguyễn Phương Hằng nữa thì người ta im lặng, thì người ta có một sự tuân thủ pháp luật. Còn cái trường hợp của YouTuber Lạc Phong thì là một mặt á, thì
chê bai Nguyễn Phương Hằng mà một mặt thì lại lừa mị khán giả là ủng hộ Nguyễn Phương Hằng, thì cũng là vì đồng tiền YouTube thôi, mà có một cái sự lật lọng, tức là lời nói với việc làm là nó chéo ngoe và nó xảo quyệt, nó nham hiểm, nó mưu mô, cho nên là nhiều người họ mới ghét cái chuyện đó và họ mới là lên án Lạc Phong với Điền Võ. Chứ còn nếu như mà lang thang đường phố bánh mì đây, những cái người mà bên phía bên lâu nay mà nói là YouTube chính nghĩa đời đầu gì đó, thì họ nói Nguyễn Phương Hằng là vì họ chưa thấy cái sai của Nguyễn Phương Hằng, họ theo một cái quán tính họ vẫn nói về Nguyễn Phương Hằng, mà công an nhắc nhở cái thì họ hiểu chuyện, họ im lặng, thì được hiểu rằng là họ đâu đó đàng hoàng, chứ họ không có mưu mô giống như là Lạc Phong. Lạc Phong thì làm YouTube là khen người này nịnh người kia, mục đích để mượn tiền mượn bạc. Bây giờ khen Nguyễn Phương Hằng là mục đích cũng để là có tiền YouTube. Rồi những cái chuyện mà gây hấn với người này, gây hấn người kia, làm YouTube mà tìm cách để mà tạo ra những cái sự mà đố kỵ, lôi kéo khán giả, thì như thế là chia rẽ xã hội rồi. Chia rẽ người Việt Nam với người Việt Nam, mất đi cái tính đoàn kết dân tộc. Chuyện đó là chuyện lớn á. Bên phía chính quyền Việt Nam, công an Việt Nam họ sẽ thấy cái chuyện đó và gây hấn với nhiều người, khịa khọt người này, khịa khọt người kia, gây sự, rồi lôi gia đình người ta, lôi con cái người ta thoái mạ. Cứ nói rằng là YouTuber Lạc Phong á, nói là những người YouTuber khác thì hay là lấy chuyện riêng tư của những người YouTuber ra để xỉa sói, nhưng mà cái anh chàng YouTuber Lạc Phong thì nổi tiếng là cái chuyện là đi đâm chọt chuyện riêng tư người khác và cư xử thô bạo với gia đình người ta. Thì nói mà không đi với làm như thế thì thiên hạ họ ghét thôi, và gây hấn với người ta thì người ta là phản ứng lại, người ta là coi như là trả đũa lại. Thì những gì mà YouTuber Lạc Phong gây hấn ra đó sẽ thấy rằng đó là nó quá nhiều, và lại còn cái chuyện là hèn nhát nữa, đụng tới nhà báo Hàn Ni á thì thấy người ta là gia đình có điều kiện thì co vòi lại, rồi bắt đầu đi vu khống, nhục mạ những cái người mà hiền lành. Thì khán giả và nhiều người YouTuber họ thấy cái bản chất xấu xa như thế thì họ sẽ có một sự phản ứng thôi, phản kháng lại, phản lực lại. Thì như thế là coi như là YouTuber Lạc Phong là có thể lắm đủ. Nói đến chuyện mà thù hận mà chất ngất mà càng ngày càng mà ồn ào đó, thì như nói đó, làm quá thì người ta kéo tới nhà. Lâu nay YouTuber Lạc Phong Điền Võ thì hay kéo tới nhà người khác, thì bây giờ người ta lại kéo tới nhà lại. Và nhiều chuyện ngược ngạo như vậy thì có thể đụng tay đụng chân rồi dẫn đến án mạng, dẫn đến những cái chuyện đổ máu nữa. Rồi cái luật đời, luật trời như đã nói đó, sống mà vô đạo đức quá đó thì bị trời hại là cũng có thể là có cái chuyện đó nữa. Cho nên là câu chuyện của YouTuber Lạc Phong thì chốt lại là nên tạm biệt YouTube rồi kiếm người khác làm. Không nên kiếm đồng tiền dơ bẩn của YouTube, đồng tiền mà lừa gạt khán giả, xảo ngôn loạn ngữ. Mà cái chuyện mà sử dụng tiền YouTube như thế mà về nuôi sống vợ con thì cũng vẫn thấy nó là nó giả dối. Và vợ con mình tự nhiên là ăn đồng tiền dơ bẩn như thế thì nó cũng không được bền lâu, mà tội nghiệp cho vợ con mình. Thì một lần nữa là không biết là YouTuber Lạc Phong có hiểu cái chuyện đó hay không. Chứ còn bây giờ nhìn mà Lạc Phong với Điền Võ thì vẫn thấy một cái sự là chính những người này đã nói rằng là làm YouTube mà nó ồn ào, nó áp lực quá thì không biết là nó sẽ như thế nào, không biết sẽ đi về đâu. Nó khác hẳn những người làm YouTube khác ở trên đời này, người ta chia sẻ cái gì người ta chia sẻ và cái đúng luật, đúng đạo đức xã hội chia sẻ thì đâu có ngại gì đâu. Đâu có ngại gì mà để mà không biết là chia sẻ YouTube sẽ đi về đâu. Làm sao lại có cái chuyện ngược như vậy. Rồi thêm cái chuyện nữa là những người này làm YouTube á, thì lại là bán hàng online. Và bán hàng online á, thì câu like câu view để mà bán được hàng. Thành ra là những cái chuyện mà thị phi sân si như thế thì người ta không biết sắp xếp. Giả dụ như là Điền Võ mà bán hàng á, thì cái chỗ làm ăn là chỗ làm ăn. Còn cái chuyện mà YouTube là dẹp qua một bên. Người ta bán hàng online, người ta sử dụng mạng xã hội để mà góp phần cho cái chuyện mà bán hàng cho dễ dàng. Chứ không phải là sử dụng kênh YouTube để mà chửi bới người này rồi nhục mạ người kia. Mà lại là livestream ngay cái chỗ mình bán hàng như thế thì người ta kéo tới cái là nó ảnh hưởng tới câu chuyện làm ăn liền thôi. Không thể nào mà như thế được. Tất cả mọi cái thì phải là thay đổi điều chỉnh hết. Nếu mà chính quyền không bắt thì cuối cùng là luật đời ấy, là người ta coi như là có một cái sự là trả đũa lại đó, thì cũng là Phong Điền Võ cũng lắm đủ thôi. Thì có lẽ là một cái sự dự đoán ấy, là sắp tới là YouTuber Điền Phong và Lạc Phong và Điền Võ ấy, nhất là Lạc Phong ấy, thì có lẽ sẽ nói lời tạm biệt YouTube. Chứ còn nếu làm nữa thì sẽ nguy hiểm. Rồi thêm cái chuyện mà bây giờ mà kênh của anh này bị kia đó thì thấy nó đủ thứ chuyện. Làm YouTube mà nó đủ thứ chuyện, hết chuyện này tới chuyện nọ. Hết chính quyền rồi đấy báo chí, mà cái anh này thì anh cũng cả khịa đủ người, đủ thành phần xã hội hết.
báo chí nhà nước cũng có, công an cũng có. À, nói về luật ngành giáo dục Việt Nam, ngành luật Việt Nam thì cũng nói đào tạo ra toàn cái tụi là phường giá áo túi cơm, nói những cái chuyện mà không nên nói. Rồi đụng tới luật sư, đụng tới nhà báo, đụng tới YouTuber, đụng tới người này, đụng tới người kia, đủ hết. Bản thân mình chủ kênh Thông Tấn Xã Vỉa Hè chia sẻ với chú thì cũng bị YouTuber Lạc Phong là coi như là nhục mạ vu khống đủ thứ chuyện, rồi lôi gia đình mình ra nhục mạ đủ thứ chuyện. Nhưng mà mình thì đã thấy rằng là thời gian trôi qua thì sẽ phải trả giá, và đến bây giờ thì cái sự trả giá là dường như đang tới với YouTuber Lạc Phong. Trả giá rất là sớm luôn, làm YouTube mà đầy áp lực, làm YouTube mà suốt ngày xảy ra chuyện. Làm như thế thì thực sự kiếm tiền YouTube thì cũng đâu có được bao nhiêu nữa. Vàng tiền vàng bạc, YouTube này không có chia sẻ, mà chỉ toàn là những cái câu chuyện mà cãi cọ cãi nhau, rồi chiến tranh chiến địa với người này người kia. Nhiều người YouTuber khác họ nhận xét về Lạc Phong thì họ cũng vẫn thấy rằng họ nói là thực sự là YouTuber Lạc Phong là không có chia sẻ thông tin, mà chỉ là đi cà khịa cái này là gây hấn với kênh kia thôi. Giả dụ như là Thiện Đời Sống cũng nói như thế, nhiều người khác cũng nói như thế. Khi mà người ta thấy bật lên một cái chủ đề là Lạc Phong thì người ta cũng nhận xét là toàn là thấy là đi gây với kênh này kênh nọ. Tức là bản thân câu chuyện YouTube mà nó chia sẻ kiến thức, chia sẻ thông tin đó, là kênh của Lạc Phong là không có. Điểm lại tất cả những cái video thì toàn lấy là bu bám Nguyễn Phương Hằng, xong là tấn công những người phản đối Nguyễn Phương Hằng. Nó là như thế đó. Rồi đưa ra những cái tin mà thất thiệt, không có kiểm chứng. Thì chuyện đó là coi như là coi chừng bị trời hại, cũng là chuyện sẽ có thể xảy tới đó. Một cái sự suy đoán nó rất là dễ thành hiện thực. Xin cảm ơn mọi người thì đã nghe chúng tôi đưa ra một cái sự dự đoán. Và những gì sắp tới thì có lẽ là những câu chuyện buồn với cả là Lạc Phong và Điền Võ thôi. Càng ngày càng trượt vào một cái sự là lỗi lầm và phạm pháp. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đi làm kiếm tiền lương thiện nuôi vợ nuôi con, tâm hồn thanh thản. Kiếm tiền dơ bẩn nuôi vợ nuôi con sao mà bền được. Mà như thế cũng tội nghiệp cho vợ con nữa.